Sau gần 4 năm ra mắt thị trường của thế hệ G20, giờ đây cũng là lúc BMW tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời cho 3 series. Dòng 3 series hiện hành vốn đang gặt hái được rất nhiều thành công, do đó phiên bản LCI chỉ được nâng cấp nhẹ so với trước. Phần đầu xe thay đổi với viền lưới tản nhiệt góc cạnh hơn và đi kèm nan dọc dạng kép. Hai bên là cụm đèn được thu gọn với dải led định vị hình chữ L ngược. Phía dưới là hốc gió trung tâm được mở rộng đáng kể. Khu vực đuôi xe trở nên khỏe khoắn với bộ khuếch tán gió gầm lớn hơn và ống xả có đường kính tăng lên thành 90 hoặc 100mm. Phiên bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị sẵn mâm 17 inch và đường viền cửa sổ được mạ chrome đen. Khách hàng vẫn có tùy chọn gói M Sport với bộ cản thể thao, lưới tản nhiệt tổ ong và mâm hợp kim 18 inch, hoặc cao hơn nữa là gói M Sport Pro với nhiều chi tiết ngoại thất sơn đen và cụm phanh màu đỏ nổi bật. Sự thay đổi đáng chú ý nhất trong khoang nội thất chính là màn hình cong 12.3 và 14.9 inch nối liền, sẽ tích hợp hệ thống thông tin giải trí iDrive 8 mới nhất của BMW. Ngay bên dưới là cửa gió trung tâm mỏng hơn, dãy nút bấm vật lý được lược bớt, và đặc biệt là cần số truyền thống đã chuyển sang dạng lẫy cực kỳ nhỏ gọn. Xe được trang bị tiêu chuẩn điều hòa tự động 3 vùng độc lập, gương chiếu hậu chống chói, dữ liệu bản đồ BMW Map và cảm biến đổ xe trước sau. Những tùy chọn thêm sẽ có đèn led ma trận, gói công nghệ hỗ trợ lái và đổ xe, màn hình HUD, ghế thể thao, dàn âm thanh Harman Kardon, hệ thống đèn viền nội thất hay tính năng sưởi ấm trước khi khởi hành. Danh sách hệ truyền động trên 3 series 2023 cực kỳ đa dạng, khởi đầu bằng nhóm máy xăng 2.0 lít i4 mạnh 156, 184 và 245 mã lực. Máy xăng 3.0 lít i6 374 mã lực đi kèm hệ thống hybrid nhẹ 48V. Máy dầu 2.0 lít i4 công suất 150 hoặc 190 mã lực. Và máy dầu 3.0 lít i6 286 mã lực cũng đều được tích hợp hệ thống hybrid nhẹ. Và cuối cùng là hai phiên bản hybrid cắm sạc dùng động cơ xăng i4. Mọi phiên bản 3 series mới đều sử dụng hộp số 8 cấp Steptronic tiêu chuẩn, hoặc tùy chọn Steptronic Sport với bước chuyển số nhanh hơn và đi kèm hai tính năng hỗ trợ xuất phát Launch Control và hỗ trợ tăng tốc Sprint. 3 series mới đạt khả năng tự hành cấp độ 2, gồm những tính năng như cảnh báo va chạm phía trước với phanh can thiệp, hỗ trợ giới hạn tốc độ, cảnh báo chệch làn hay kiểm soát hành trình chủ động Stop and Go, v.v. Mức giá của 3 series sedan tại Đức sẽ bắt đầu từ 43.900 euro cho bản 318i, tương đương hơn 1.067.000.000 đồng. Vừa rồi là video giới thiệu BMW 3 series 2023. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.